Thế giới 24 giờ qua. Sốt đất, chung quy chỉ tại tiền nhiều. Sốt đất đang diễn ra hầu như trên khắp các địa phương, từ Bắc vào Nam. Đã có nhiều lý do được đưa ra để cố gắng giải thích cho cơn sốt đất lần này, là cách cơn sốt đất gần đây đến cả chục năm. Một số lý do nổi bật là chính sách tiền tệ nới lỏng, tâm lý thị trường, thông tin quy hoạch và hạ tầng, sự thổi giá của môi giới bất động sản và thậm chí là tâm lý bày đàn. Tạm gác lại lý do về tiền tệ, các lý do nêu trên thực ra thì ở đâu và năm nào cũng có, nên có quy cho chúng là tội đồ của cơn sốt hiện nay thì e rằng là hơi khiên cưỡng, dù không thể phủ nhận là chúng cũng hợp sức góp phần tạo ra cơn sốt này. Quay lại với lý do tiền tệ, giống như nhiều nước trên thế giới trong cuộc chiến chống Covid-19, Ngân hàng Nhà nước đã khá mạnh tay nới lỏng các chính sách tiền tệ của mình, hạ lãi suất điều hành tới 3 lần trong năm 2020, đồng thời tiến hành các biện pháp hỗ trợ khác như khoanh nợ, giãn nợ, giữ nguyên phân loại nợ, v.v. để không làm ảnh hưởng đến dòng chảy tín dụng vào nền kinh tế. Kết quả là như đồ thị này cho thấy, lãi suất hiện nay ở Việt Nam là thấp nhất trong hàng chục năm qua. Lãi suất thấp hơn và thấp nhất, điều kiện vay cũng được chăm trước, nới lỏng đáng kể, nên có thể đã và sẽ có nhiều người tiếp cận được nguồn vốn cho vay hào phóng từ hệ thống ngân hàng. Xin minh họa chuyện này bằng một trường hợp mà tôi được chứng kiến. Một ông chủ trang trại chăn nuôi được một ngân hàng giải ngân cho vay chăn nuôi lên đến hàng chục tỷ đồng. Mặc dù người này vẫn đang ăn nên làm ra, không hề thiếu vốn và cũng chỉ đang duy trì quy mô như cũ, thậm chí còn thừa tiền để mua một vài bất động sản từ năm trước sang đến đầu năm nay. Vì chăn nuôi là một trong lĩnh vực ưu tiên, nên khoản vay hàng chục tỷ đồng này chỉ có lãi suất đâu như khoảng 4,5% một năm. Đáng nói hơn là ông chủ này không dùng số tiền vay ngân hàng vào mở rộng đàn hay đầu tư vào cơ sở vật chất của trang trại vì không cần, mà đem một phần tiền này cho vay lại một doanh nghiệp thân hữu với lãi suất 12% một năm và phần khác thì tiếp tục đổ vào bất động sản. Qua ví dụ trên để thấy có nhiều trường hợp tương tự, dù lãi suất khoản vay có thể không được ưu ái đến độ như vậy. Nói cách khác, với một mặt bằng lãi suất thấp kỷ lục trong nhiều năm, kèm với điều kiện ngân hàng cho vay thoáng hơn, xét duyệt phần lớn chỉ là hình thức. Một lượng tiền lớn hơn nhiều so với sức hấp thụ của nền kinh tế. GDP tăng trưởng quanh quẩn 3-4% năm qua và quý 1 năm nay đã và sẽ còn tiếp tục chảy vào những lãnh địa, vốn luôn là những thỏi nam châm hút các khoản tiền thừa. Những lãnh địa đó không gì khác ngoài chứng khoán và bất động sản. Điều này thì đã và đang được minh chứng qua những con số hoành tráng liên quan đến hai thị trường này thời gian qua và cả thời kỳ tăng trưởng nóng và sốt đất hàng chục năm về trước, năm 2008 đến năm 2011. Khi tiền thừa tràn ngập nền kinh tế, thì cả những tài sản phòng ngừa rủi ro khác như vàng và đồng đô la cũng có cơ hội để tăng giá, bởi tiền nhiều sẽ thổi lạm phát và kỳ vọng lạm phát. Như vậy, không có gì là quá khi nói tội đồ chính của cơn sốt đất hiện nay, và nói chung là các cơn sốt đất, sốt chứng khoán, v.v. chính là tiền, vừa nhiều, vừa rẻ và vừa dở như hiện nay. Trước các cơn sốt này và những rủi ro nó mang lại cho nền kinh tế, cũng như những điều mắt thấy tai nghe như nói ở trên, tôi đồng ý với luồng ý kiến cho rằng lãi suất hiện nay không phải là nút thắt của nền kinh tế nữa, và ngân hàng nhà nước không nên tìm cách hạ thêm lãi suất chỉ để đáp ứng một yêu cầu rất chung chung, là lãi suất Việt Nam hiện vẫn còn cao, cần hạ xuống nữa để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng nếu xét đến áp lực lạm phát từ các yếu tố nội tại cũng như từ nước ngoài trong phần còn lại của năm và sang đến năm sau, thì ngân hàng nhà nước cũng không còn công cụ hữu ích nào ngoài những công cụ hành chính nếu có để hạ nhiệt giá cả, giảm lạm phát. Tất nhiên là ngoài công cụ vĩ mô là lãi suất điều hành để góp phần hạ nhiệt cơn sốt đất, ngân hàng nhà nước vẫn còn các công cụ hành chính khác nếu muốn, chẳng hạn như khống chế cho vay để đầu tư vào bất động sản theo kiểu như nếu vay mua trên một căn nhà thì khoản cho vay tối đa sẽ giảm dần và tỷ lệ với thu nhập khai báo của người vay. Tuy nhiên, để làm được điều này thì cần phải có sự tích hợp, liên thông về dữ liệu cho vay bất động sản và thu nhập giữa các ngân hàng để theo dõi hạn mức cho vay từng cá nhân, doanh nghiệp là điều mà chắc chắn còn mất nhiều năm nữa mới có thể làm được nếu muốn. Tương tự như vậy là các chính sách thuế khóa liên quan đến bất động sản.
tuy hữu dụng ở một số nước trong việc chống sốt nhà đất, Trung Quốc hoặc Singapore là ví dụ, nhưng vì một số lý do nên các giải pháp này chắc có thể có mặt ở Việt Nam sau nhiều năm nữa, với giả thiết là các bên có liên quan đều không muốn có cơn sốt đất. Tóm lại, tiền đổ vào cơn sốt đất hiện nay chắc chắn sẽ phụ thuộc vào thời điểm và mức độ đảo chiều chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước, được dự báo là sẽ không cách quá xa hiện tại, nhưng với mức độ không quá mạnh và quá nhanh, cùng với cách mà ngân hàng nhà nước hạ lãi suất trong năm 2020. Sốt đất khắp nơi, có lo ngại bong bóng bất động sản. Chỉ trong một thời gian ngắn, giá đất đã tăng đột biến trên diện rộng. Điều này làm dấy lên những lo ngại về chu kỳ bong bóng bất động sản mới. Tình trạng sốt đất vẫn xảy ra thường xuyên, nhưng đa số chỉ diễn ra cục bộ ở một số địa phương. Có hai lần, nước ta chứng kiến sốt đất trên diện rộng ở hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào năm 2000 và năm 2007. Hệ lụy của hai lần này là xuất hiện bong bóng bất động sản và phải mất gần một thập niên mới có thể khôi phục lại. Tuy nhiên, sốt đất lần này lại mang tính vĩ mô hơn tất cả những lần trước, bởi lẽ trong lịch sử, đây là lần đầu tiên sốt đất lan rộng ra cả ba miền Bắc Trung Nam với hàng chục tỉnh thành. Nếu như chính quyền không có động thái cứng rắn, mạnh mẽ, bất động sản ở những điểm sốt đất rất có thể sẽ rơi vào tình trạng đóng băng. Hiện nay, đa số những địa phương đang sốt đất giá đẩy lên 50-100% trong vòng vài tuần qua, thậm chí tăng hàng chục lần. Tuy nhiên, chu kỳ sốt đất cục bộ thường diễn ra chỉ vài tuần hoặc cao điểm là vài tháng. Khi cơn sốt đất đi qua, giá bất động sản có xu hướng quay đầu giảm hoặc may mắn hơn là giữ nguyên giá. Phải mất một thời gian dài, thị trường ở những nơi này mới tiếp tục được điều chỉnh lại giá. Giá sẽ tăng nhưng tăng chậm lại. Vì tại thời điểm sốt, giá trị bất động sản sẽ được đẩy lên đỉnh điểm, cao hơn giá trị thực nhiều lần. Nên những nhà đầu tư mua cuối thường chịu lỗ, phải bán tháo do rất khó ra hàng. Trong một năm qua, nếu mức tăng dao động trên 10% hoặc nhỉnh hơn đôi chút, thị trường sẽ bền vững. Nếu giá đất trong vòng 1 năm tăng lên đến 50% là bắt đầu cẩn thận. Lên tới 70-100% một năm thì có thể xuất hiện rủi ro. Bắt đầu từ 100% trở lên thì bong bóng có thể xảy ra. Thời điểm này vẫn chưa diễn ra bong bóng, nhưng nếu tiếp tục diễn ra và không có sự can thiệp, ngăn chặn kịp thời thì chúng ta không thể lường trước được điều gì. Theo một số chuyên gia cho rằng, dù giá tăng nhưng không cần lo lắng về việc sẽ xảy ra bong bóng bất động sản. Chúng tôi không tin vào giả thuyết về bong bóng bất động sản. Chúng tôi tự tin rằng thị trường bất động sản Việt Nam có thể giữ được nhịp tăng ổn định. Bong bóng bất động sản được tạo ra bởi các hoạt động cho vay và đầu cơ không kiểm soát. Hiện nay, các ngân hàng không cho vay nếu thiếu cơ sở và thiếu hợp lý. Giá cả hàng hóa phụ thuộc vào nhu cầu và nhu cầu đang tăng. Chúng tôi cho rằng sự tăng trưởng này không ở mức nguy hiểm hay mất kiểm soát, mà hoàn toàn trong vùng an toàn. Một vị chuyên gia nhấn mạnh, vị chuyên gia này cho rằng với mức tài sản và thu nhập cá nhân của nhiều người thì không phải ai cũng có thể theo kịp giá nhà tăng. Để có thể điều chỉnh giá nhà thì chúng ta cần có thêm nguồn cung và cách tiếp cận, thay vì cố tình thâu tóm và hạ giá nhà. Đây là việc rất khó để thực hiện. Một chuyên gia khác phân tích rằng, thị trường bất động sản ở các địa phương nếu có hai dấu hiệu dưới đây thì sẽ diễn ra sốt đất ảo và tiềm ẩn nguy cơ bong bóng. Thứ nhất, thị trường nhiều khu vực đang xảy ra sốt ảo khi giá đất tăng nhanh, có khi đến 200% trở lên trong vòng 1-2 năm. Có thể tăng đến 50% trong một quý, nhưng việc mua bán, đặt cọc xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Chẳng hạn như việc mua đi bán lại với mức giá cao nhanh của một thửa đất trong một thời gian ngắn. Mua bán chồng chéo tạo ra lượng cầu mua ảo. Thứ hai, mặt bằng giá chưa tương xứng với phát triển hạ tầng. Tại các khu vực diễn ra sốt ảo thời gian gần đây, chủ yếu ở các khu vực vùng ven. Các tỉnh vệ tinh xung quanh thành phố lớn có tin đồn về chủ trương xây dựng hạ tầng hoặc quy hoạch mới được phê duyệt mà các tiện ích sống như trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị và hạ tầng giao thông liên kết đến trung tâm đô thị để rút ngắn thời gian di chuyển của cư dân chưa có hoặc chưa đầy đủ. Người mua chủ yếu để đầu cơ, để kỳ vọng mức lợi nhuận cao, chứ không mua để ở, kinh doanh.